Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Võ Văn Kiệt, hướng từ quận 5 lên quận 1 Sài Gòn. Trưa ngày 29 tháng 11 năm 2017. Bên phải quý vị đó là kênh Tàu Hủ. Bên kia là quận 4 đó vậy. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Mát cái gì. Giờ nước đang lớn cái gì. Chiều đang lên thấy người ta câu cá. Tay trái với cái gì là quận 1 Sài Gòn. Cái view nhìn thấy trên bến dưới thuyền, dòng kênh đẹp gì ha. Rồi bên tay trái đây là cầu Ông Lãnh. Đường Nguyễn Công Trứ á vậy. Rồi đây xe chở vỏ bội, chở bánh mì thì không phải là đường Phan Văn Trường, nhà thờ Thánh Anton. Bên tay trái là đường trường Minh Đức ngày xưa á vậy. Có nhiều cái gì ngày xưa từng ở đây. Bên phải có cái đồn lính á, bây giờ là đồn công an phường. Phải là đường Trịnh Văn Tấn. Đường Lê Thị Hồng Gấm.
là đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ Bến Thành đó chị. Đường Phạm Ngũ Lão. Đây là đường cắt ngang qua công viên 23/9 hướng về ngã 6 Phù Đổng. Ngã tư phía trước vừa phải là đường Lê Lai, khách sạn New World. Ngày xưa đây là đường Gia Long ấy.
Rồi, phía trước là ngã tư với đường Nguyễn Trung Trực. Bên phải là Thư viện Quốc gia, bây giờ là Thư viện Khoa học Tổng hợp. Rồi, ngã tư với đường Nam Kỳ Hữu Nghĩa, ngày xưa Công Lý. Dinh Gia Long ngày xưa ấy, bây giờ nó là bảo tàng thành phố. Ngày xưa dinh này là của ông Ngô Đình Diệm ấy. Rồi phía trước là ngã tư với đường Pasteur. Goodbye, see you in the video tiếp theo.